xin chào tất cả quý hàng thân yêu của Minh Thiên nhá Hôm nay em thiện lại ra mắt thêm cho các bác một loại bếp nấu củi không khói lại không đen nồi nữa nha. Đấy, quý vị hãy theo dõi hết video nhé. À, hôm nay thì là mô hình thay cho cái việc là chúng ta ngày ngày trước ấy là cái bếp này chúng ta phải xây nè. À, bác thợ đang phải xây bằng tay, xây gạch. Đấy, thì nhà em sẽ ra mắt cho các bác một loại bếp đúc ra bằng bê tông nhé. Đấy, quý vị hãy lưu ý là đúc ra bê tông nhưng mà bê tông cốt sợi thủy tinh đấy, cho bên trong là cốt sợi cho nên là không à, không sợ bị nổ bê tông nhé vì là sợi thủy tinh này là sợi chống nóng và chống cháy đấy vậy nên chúng ta sẽ yên tâm là không sợ bị nổ nhá đấy, à, chúng ta làm nghề thì chúng ta có thể linh hoạt là sắm đủ các loại khuôn để phục vụ cho khách hàng nhưng mà thường thường là người dân mình là mỗi nhà chúng ta cũng cần có một cái bếp nhé cần có một cái bếp để nấu củi nhất là đặc biệt là về mùa đông vừa là tận dụng được nhiên liệu không mất tiền ga không mất tiền điện Đấy, mà lại còn sửa ấm Đấy, sau khi chúng ta nấu xong chúng ta lại còn nướng được cả thịt cá lên chốc nữa Đấy, vậy nên quý khách hàng hãy theo dõi hết video nhé đây là cái mô hình là bên em là chỉ có phác họa để cho quý khách hàng biết là sau khi chúng ta sẽ đúc ra một cái bếp sẽ được một cái bếp y như thế này luôn. Đấy. Đặc biệt quý hàng lưu ý là bê tông cốt sợi thủy tinh đấy nhá. À, sợi thủy tinh thì bên em cung cấp luôn cho khách hàng. Sợi để mà đóng cái bếp như này thì chúng ta chỉ cần mua sợi thường, sợi 15k trên một cân thôi. Đấy vậy vậy nên là quý hàng hãy lựa chọn nhá. Đấy. Cái bếp như thế này rất là thuận tiện Hôm trước em cũng đã quay video Làm một cái bếp tròn rồi Đấy, Hôm nay thì làm tiếp một cái bếp vuông để phục vụ cho khách hàng Đấy thì nấu Hai ba nồi thì chúng ta có thể sử dụng Bằng bếp vuông này nhé Bếp tròn thì chỉ nấu được một nồi thôi Đấy. Thứ nhất là không khói Thứ hai là không bị đen nồi Đấy. Quý khách hàng hãy à, Theo dõi hết video Để xem là tại sao lại không khói Và lại không đen nồi Đấy. À, Đây là ống khói này Đấy, sau khi mà các ngọn lửa đốt lên thì sẽ khói nó sẽ bốc ra qua cái ống này cái ống khói này chúng ta sẽ có thể nối cao lên Đấy, uh, trước kia thì người dân mình thì toàn uh, làm bếp cuối bằng việc xây gạch xây gạch nung không bị nổ Đấy, nhưng bây giờ để đúc bằng bê tông cốt sợi thì tinh nhá Đấy, uh, lưu ý là sợi thì rất là dễ có 15k trên một kg thôi Đấy, chúng ta có thể uh, chúng ta làm nghề chúng ta có thể đúc cái bếp này ra để bán cho tất cả người dân rồi được hết ạ, đấy, vậy nên à, quý hàng à, làm nghề thì hãy lưu ý nhé. Thực ra thì chỉ là một à, sản phẩm nhỏ thôi, nhưng mà cũng rất là hữu ích, rất là nhiều người có ý định sử dụng. Đấy. cái bếp này à, được xây từ gạch đỏ từ ngày xưa, đấy. quý hàng hãy theo dõi hết video để xem thêm các tính năng của nó nhé. bên em là cũng đã đúc ra bếp tròn rồi, Nó có hai loại bếp. Uh, bê tông cốt sợi thủy tinh Đấy, nên là không sợ bị uh, nổ Đấy, vậy nên uh, quý hàng hãy lưu ý nhé chúng ta sử dụng nếu mà nhà nào có diện tích rộng hơn một chút thì chúng ta sử dụng bếp vuông này còn nếu mà không có diện tích rộng thì chúng ta sử dụng bếp tròn đây là cái tấm tôn màu đen bên em đã cắt sẵn quý hàng uh, có thể uh, cái tôn này thì rất đơn giản uh, nếu như mọi người uh, cắt được và tự làm thì bảo thợ cơ khí ở vùng miền của mình họ làm cho nếu không có thì kết hợp kết nối với bên em, bên em sẽ cung cấp cho các bác cả ống khói và cả tôn. Đấy. Sau khi chúng ta, à, vì là cái tấm tôn này cắt một lần là, là được sử dụng cho nhiều cái bếp khác nhau, nhiều cái bếp là cùng cùng một cỡ luôn, Đấy, rất là thuận tiện. Đấy. Như thế này là nấu là sẽ không bị cháy nồi, khói thì sẽ bốc lên trên. Đấy. Sau khi chúng ta nấu xong như này, chúng ta còn nướng được thịt cá ăn chốc, thì bên em sẽ có thể cung cấp cho các bác cả một cái liếp nữa, cả tấm tôn này. Đấy, cái tấm tôn này nó đơn giản thôi Đấy, thế thì um, nếu chúng ta có thì chúng ta sử dụng được thì chúng ta làm mà không có thì hãy kết nối bên em sẽ cung cấp cho Đấy, nướng được cả thịt cá luôn rất là thuận tiện nha các bác nhé